Đinh. Phạt làm sao đấy? Hôm qua thằng Dũng Nhẩm nó cổ vũ Việt Nam, nhảy gãy sập của ba rồi. Này này này, mày cứ làm như tao nhảy, mày không nhảy chắc. Tao không nhảy. Xuống đi con. Con nhà ai đấy? Con cháu. Chào bà, chào các chú đi con. Con chào bà, con chào các chú. Bà chào cháu. Điều, em không tin đây là con anh. Sao y bản chính này không con tao con ai? Sướng nhá, bây giờ được về ở với bố Lâm sướng nhá. Ê, kín thế. Thế mà tao có tưởng là mày là giai tân đấy. Nào, xuống đây vào cho cái này. Trời ơi, cô có con gái xinh thế nhỉ. Đây, vào cho cái này nhá. Cháu ăn cái này này. Chọn bà đi con. Chọn thoải mái đi, bà mời mà. Ừ, bà mời, bà mời mà. Mẹ cháu bảo những thứ này có hại cho sức khỏe. Bố ơi, phòng mình ở đâu? Kia con. Cái gì? Bố đưa cho con chìa khóa. Đây. Cơm, ăn nói cứ như bà già nhá. Hay là anh không nuôi, anh không biết tuổi nó. Mẹ nói thế à? Thế vợ mày đâu? Vợ cũ đi sang Nhật rồi. 2 năm nữa xong thủ tục rồi mới về đón nó. Có gì khó khăn bảo bác nhá. Vâng. Nào, mặc bộ nào để đi tắm hả con? Mặc gì con? Ai? Bố đừng nói nữa, con đang cố chịu đựng đây. Chịu đựng cái gì? Mặc bộ nào nói để bố lấy con đi tắm nào? Về đây bắt đầu lại dở trứng à? Mẹ ơi, sao bạn Voi lại ở một mình thế hả mẹ? Có phải mẹ bạn Voi cũng đi ra nước ngoài giống mẹ không ạ? Đúng rồi con ạ. Mẹ bạn Voi cũng đi sang nước ngoài giống mẹ. Nhưng mà bạn Voi không ở một mình đâu. Bạn Voi ở nhà với các cô các chú này. Có các cô các chú chăm sóc cho bạn Voi rồi. Giống như bé Na của mẹ ấy. Mẹ đi nước ngoài thì Na ở nhà nghe lời bố nhá. Con thích ở cùng mẹ cơ. Thì mẹ ở cùng với Na mà. Nhưng mà chờ mẹ một thời gian ngắn thôi. Na phải cho mẹ sang để kiếm tiền chứ, đúng không? Kiếm tiền mua sữa cho Na này, mua quần áo mới này, mua đồ chơi này, mua nhiều thứ nữa. Chịu không? Ở nhà ngoan nhá. Nghe lời bố nhá. Nhớ mẹ thì bảo bố gọi cho mẹ nhá. Na mấy tuổi rồi nhỉ? 7 tuổi rưỡi rồi ạ. Thế là người lớn chưa? Rồi. Người lớn thì phải nghe lời nhá. Rồi. Không khóc nhè nhá. Rồi. Thơm mẹ cái nào. Ngon quá. Xúc xích trà sữa này. Đây mẹ cầm cho. Uống nước không? Bố bảo này, sang kia mua vé đi tàu điện nhá. Kìa, 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 ở kia kìa. Đấy, con thấy chưa? Các bạn đi chơi vui không? Bố mua vé nhá. Na thích không? Để con mua cho, con tự mua được. Điều. Con 7 tuổi rưỡi rồi đấy, đủ sức mua vé. Bố để con mua đi, bố bất ngờ về con đấy. Cẩn thận ông ngã đấy con ơi. Nó có mua được thật không đấy? Sao không mua được? Nó còn người lớn hơn anh ấy. Vậy em muốn con tự lập dần cho nó quen. Anh ở nhà chăm con giúp em. Em sang khoảng 2-3 năm, ổn định giấy tờ rồi em đón con sang. Có vấn đề gì thì gọi ngay cho em có biết đường mà tính đấy.
em sẽ vẫn gửi tiền cho hai bố con đều. Không phải gửi. Mới sang tiền đâu ra mà gửi. Cứ chắt bóp tiết kiệm ở đấy, lúc nào đó nó sang thì lo cho nó một thể. Thế nó ở nhà thì không phải lo à? Thì vẫn lo. Ai lo? Đây lo. Anh lo được không? Trả dâu thì cũng vẫn đủ nuôi được con. Anh đừng có sĩ nữa đi. Nói đến như thế rồi, anh là người lớn, anh sĩ anh nhịn được, chứ con nó không nhịn được đâu. Mà trẻ con nó không giống mình đâu nhá. Ăn uống phải đúng giờ đúng bữa, cơm canh đàng hoàng, chứ không phải cứ ăn mì gói cả ngày như anh đâu. Thôi biết rồi, nói mãi làm cái gì. Mẹ ơi, con mua được vé rồi. Mẹ ra đây. Đâu, mẹ xem vé nào. Gấu của con này. Này. Gấu của con này. Con nhớ mẹ. Bao giờ mẹ mới về và bố? Yến thì không phải khóc. Con không thích ở đây. Ở đây sớm và tối lắm. Con nào mặc gì? Mặc gì cô đấy còn đi tắm. Dâu giống con gấu của con đấy, đẹp không? Trông trẻ con lắm. Con gì mà trẻ con. Cái hồi mẹ nằm viện, bố tưởng là con sẽ về đây ở với bố, nhưng bố mới mua. Thế nào bà lên bà trông. Trông tạm nhá. Rồi cuối tuần bố đi mua bộ mới cho. Nha. Con nhà ai đấy? Con cháu. Vợ mày đâu? Vợ cũ. Đi sang Nhật rồi. 2 năm nữa xong thủ tục rồi mới về đón nó. Chị Ngọc, hình như hơi khét rồi đấy. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Cẩn thận cá cháy. Mà chị nghĩ cái gì đấy? Sao nãy em hỏi chị không nghe đấy à? Em hỏi gì? Thì em bảo là cá cháy. À, mẹ em mới mua nhiều cải chip cơ. Chị ăn rau không? Em cho chị một nửa nhá. Chị Ngọc, chị biết tin gì chưa? Hình như anh em có con rồi đấy. Ừ. Hôm qua anh Lâm đưa con bé về, chị có thấy. Ghê nhở, em cứ tưởng anh Lâm tốt như thế nào, hóa ra là có con rồi đấy. Có con có gì mà không tốt? Thì vấn đề là anh ấy bỏ vợ mà. Bỏ vợ là không tốt rồi chứ ạ? Ừ thì bỏ vợ, nhưng mà đấy có phải tội ác hay không tốt gì đâu. Sao lại không ạ? Em nghĩ người ta phải như thế nào thì người ta mới bỏ vợ chứ ạ? Với cả em thấy tội đứa bé lắm.
anh Lâm ở đây suốt. Em có thấy anh Lâm dẫn đứa bé đến đây bao giờ đâu. Hôm qua mới là lần đầu đấy. Anh Lâm mà yêu thương nó thì phải ở bên cạnh chăm sóc cho nó chứ. Anh Lâm phải ở với vợ, rồi hai vợ chồng cùng chăm lo cho con bé. Như thế mới là tốt chứ ạ. Biết đâu anh có nỗi khổ gì thì sao. Mình đừng vội suy đoán khi chưa biết rõ mọi việc. Em cũng đừng vì những suy đoán đấy mà ghét anh Lâm. Anh Lâm ở đây lâu rồi, em cũng cảm nhận được anh ấy là người thế nào mà. Vâng, tự dưng chị nói xong em thấy em suy nghĩ sai quá. Về lấy cho chị suy nghĩ sau nhá. Chị lấy nhá, để em lấy cho chị. Chị một nửa luôn. Em rửa rồi đấy, chị có thể luộc hay là nấu lên thôi. Vừa mới ốm dậy đã gội đầu, thế nên chia ra hôm nay tắm mai gội. Cứ như này bảo làm sao mẹ không yên tâm. Đầu mình con để được một tuần rồi, sắp lên men đến nơi rồi ấy. Gội xong mới thơm phức này chứ. Để người ta còn kiêng cả tháng ấy cô ạ. Uầy, thế thì con sẽ không bao giờ để nữa. Con về ở với mẹ, mẹ nuôi con nhá. Thôi tôi chịu. Mà con này. Dạ. Bên nhà Đức Anh. Làm sao ạ? Ai nhỉ? Con không biết, để con ra xem. Hello. Chị, sao? Đi đâu đấy? Hay. Ai hả con? Ai đấy? Mẹ em. Ok, mình sẽ làm vali đây. Sao vào đây? Có chuyện gì không con? À, người ta đến thu tiền điện thôi ạ. Để mẹ đi nấu cơm nhá. Mẹ ơi. Mấy hôm con bị ốm ấy nên con quên mất. Hôm nay con phải qua spa họp, chắc là phải đi luôn đấy ạ. Mẹ về mẹ nhá. Ừ hay. Vừa mới ốm dậy không đi đâu hết. Phải nghỉ ngơi cho lại sức đã. Thôi mẹ, nghỉ suốt thế này có mà con chết đói ấy. Chết đói thì cũng phải nghỉ. Vừa mới ốm dậy không đi đâu cả. Con khỏe rồi mà mẹ. Khỏe lắm rồi. Với cả là con chỉ đi một tí thôi, tầm tiếng con về luôn. Ra đấy con chỉ ngồi thôi chứ có làm gì đâu. Thế thì mẹ cứ nấu cơm ở nhà chờ con. Thôi mẹ, mẹ. Thực ra là họp xong con phải ở lại tổ chức sinh nhật cho đứa nhân viên spa. Nên là chắc không về luôn ạ. Con sợ mẹ ở đây mẹ đợi con mẹ buồn. Hay là mẹ cứ về nhà mẹ may còn vui hơn ấy ạ. Hay cái con bé này. Thế để con cất cho ạ. Mẹ về nhá. Không phải lo đâu. Thế nhưng mà nhớ nhá. Con nhớ rồi. Có cái việc gì là phải gọi mẹ ngay đấy. Dạ. Nhớ gọi mẹ nghe chưa? Vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận nhá. Con chào mẹ. Ờ. Chị nói gì ạ? Cứu chị phát này đi. Cho chị sang ở ké một thời gian. Sao lại thế ạ? Ai dị nghị cái gì mà con lại đùng đùng đòi ra ở riêng thế? Hàng xóm dị nghị con, miệng đời dị nghị con. Con thương mẹ cho nên con mới phải đi. Đây là con nghĩ cho gia đình mình mà. Hàng xóm nào, người ta nói cái gì? Để mẹ cho người ta một trận. Người ta nói con là bỏ chồng, vỡ nợ, ra đây ăn bám bố mẹ, rồi làm cái nghề nhạc nhẽo, khoe thân kiếm tiền, ưỡn nẹ. Ai mà hiểu rõ về gia đình nhà mình thế nhỉ? Đấy nhá, chính bố mẹ cũng nghĩ con như thế nhá. Con biết mà, nhìn mặt mẹ là con biết. Thì... Mẹ cứ để cho con ra ngoài đi. Mẹ ở nhà lo cho cái bi kịch mới của gia đình mình là thằng Đức Anh ý. Còn con mẹ cứ để cho con sống theo cuộc đời của con. Không, mẹ không đồng ý đâu.
bố cũng không cho phép đâu. Hàng xóm nói gì cứ mặc kệ người ta. Con trưởng thành rồi, con sống ở đâu là quyền của con. Mẹ mà cứ cản con ấy là con vào Sài Gòn luôn đấy, cho mẹ khỏi quản đấy. Con dọa mẹ đấy à? Con không dọa, con nói được là con làm được. Được, giỏi á, thì đi luôn đi. Bây giờ bố mẹ đang rối bời chuyện của bọn em mà sao chị lại quyết định thế? Chị với mẹ khắc khẩu, em cũng biết rồi đây. Cứ ở xa thì còn yêu thương nhau, ở gần á, mẹ cứ mặt nặng mày nhẹ. Khó chịu lắm. Cái này cũng đúng thật. Mà sao em thấy bảo chị định ra ở riêng cơ mà chị chưa chuẩn bị gì mà sang nhà em luôn? Chị mẹ điên quá, mẹ khóa hết tài khoản của chị rồi, cái số tiền mà cho chị để mua nhà ấy. Thế bây giờ chị thành người vô sản rồi. Thế chị của em định khởi nghĩa từ bàn tay trắng à? Thế cơ. Chị mới nghe nói em mới ốm dậy à? Dù sao chị cũng là chị chồng của em, cho nên là chị... Chồng cũ ạ. Ừ, thì chị chồng cũ. Được chưa? Mà thằng Đức Anh nó là chồng cũ của em thôi, chứ chị vẫn là chị của em nhá. Nguyên si không bao giờ thay đổi. Chị không có liên quan gì đến vụ ly hôn của hai đứa chúng mày đâu. Chị lúc nào cũng coi em như em gái ấy. Với lại là dù sao thì hai chị em mình cũng là hai người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, cho nên chị mới muốn đến đây để chăm sóc cho em đấy. Dù sao có chị có em vẫn hơn mà. Hai chị em mình động viên nhau. Rồi, thế nhá. Chị ở đây đây. Ê, chị đâu đấy ạ? Chị ở phòng này còn gì? Thôi, phòng đấy vẫn đang ở. Chị sang phòng anh Đức ạ. Chị ở phòng kia nhá. Ừ. Thế chị ở phòng to nhá. Dạ. Em ở phòng này, em ở quen rồi thì... Thì em ở... Thật ra chị ở đâu cũng được mà. Dạ, nặng ghê chứ. Ui chua chua chua. Ui, nhiều đồ. Rồi, cảm ơn em gái. Sếp ơi, bên phía anh Hoàng phản hồi rất tốt về cái plan của mình. Mình chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa là được ạ. Sếp xem qua giúp em ạ. Thôi, mấy cái chỉnh sửa nhỏ nhỏ này bọn em cứ chủ động làm đi. Vâng. À đây, bảo với anh làm hợp đồng sớm đi. Dạ vâng. À, con nghe ạ. Chị Lan lại dọn ra khỏi nhà rồi. Nó có nói gì với con không? Ờ à, thế ạ. Con có thấy chị nói gì đâu. Không có gì để con gọi cho chị. Mẹ cứ bình tĩnh nhá, không lại mệt. Đang bình tĩnh, mẹ đang cố gắng để bình tĩnh đây. Thực ra hôm qua nói chuyện với con thì mẹ đã thông suốt rồi. Mẹ cũng nghĩ là bây giờ các con đã lớn, đã trưởng thành. Mẹ không thể nào lúc nào cũng kè kè bên cạnh để kiểm soát các con được. Cái Lan đã một lần, nó đùng đùng ra khỏi nhà đi theo cái thằng... Không nói về chuyện cũ nữa, nhưng nếu mà lần này lại có một thằng nào đấy, rồi chuyện gì xảy ra, thế thì mẹ chết. Mẹ không thể nào sống được như thế đâu. Không có chuyện đấy đâu, cái này là con khẳng định đấy. Thực ra là hồi trước thì chị tâm sự với con là chị cũng muốn sống tự lập, sống một mình. Nhưng mà thấy con ra ở riêng rồi chị cũng hại bố mẹ. Sống lại lủi thủi một mình cũng buồn, thế là không dám. Có khi là bây giờ thấy con về nhà rồi chị lại muốn sống cho bản thân ấy. Con gọi điện cho chị đi, xong xem thế nào thì con nói với mẹ, cho mẹ đỡ lo. Dạ vâng ạ. Con chào mẹ.
đang có một kế hoạch. Rất cần sự giúp sức của hai người. Sao? Vẫn được à? Ừ. Chuyện nghiêm túc. Thế thì có chuyện gì? Nói luôn đi. Hồi hộp thế. Tao đang có kế hoạch. Để cho tờ giấy ly hôn mà bọn tao đã ký, chính Hân sẽ là người xé bỏ. Em muốn cho bản thân mình một cơ hội. Để em và Hân có thể yêu nhau thêm một lần nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhá. Nhưng mà con cũng chỉ vì tương lai của chúng ta mà thôi. Chị mày đã chính thức đặt chân vào ổ địch rồi nhá. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài. Xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha, siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại. Qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi. Nào nắm lấy tay anh này em hỡi.